bạc nhá. Sương mù dày đặc. Đồ không bạc là đang ở đâu đây? Không một bóng người, con trâu con bò, con bò ơi. Chung là gỗ thì đây toàn cái to đây, có một cái xe đang lên. Đây. Đây này, đường Hồ Chí Minh ATEP 23 cây. Đường như thế này chạy không được nhanh, vừa là cua vừa là sương mù. Chạy hỏng luôn cả không có mét. Không thấy gì luôn, hiểu không? Giờ là 8 giờ rồi mà đang gần 8 giờ. Cua chưa? Nhìn xuống vực thì không thể đáy đâu. Chỗ này sát rồi. Em đang vượt từ Nghệ An vào trong Đắk Nông nhá. Đi được 700 cây rồi, tầm 230 cây nữa là đến. Như kiểu đường này 230 cây thì tầm 5-6 tiếng. Chào các bạn nhé, em chạy cho nó an toàn.